Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. And today I'm gonna show you a very special topic related to a very special season ahead. The Christmas season. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English. Và hôm nay thì Thanh muốn quay trở lại với một cái chuỗi series về học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Và một cái bài đầu tiên đó là học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mùa Giáng sinh, đúng không ạ? Ok, và chỉ có vài ngày nữa thôi là chúng ta đã đến cái lễ hội Giáng sinh rồi. Thì hôm nay các bạn hãy cùng Thanh đi tìm hiểu một số từ vựng liên quan đến chủ đề Giáng sinh nhé. Are you ready? Let's go! Đầu tiên nhắc đến Giáng sinh thì không thể phát âm sai được cái gọi là cái mùa Giáng sinh, lễ hội Giáng sinh chúng ta sẽ được phát âm như thế nào, đúng không? Mọi người hãy nhìn cái phiên âm ở đây nhá. Thì chúng ta sẽ đọc như sao nhỉ? Rất nhiều người, đa số có một số người thì đọc là Christmas nhé. Ok, thế mọi người lưu ý cho Thanh, cái CH ở đây chúng ta sẽ đọc là âm K, cho nên chúng ta sẽ đọc là Christmas. Again, Christmas. Christmas. One more time, Christmas. Good job everyone. Nhớ nhá, Giáng sinh, vào lễ hội Giáng sinh, vào dịp Giáng sinh chúng ta sẽ đọc là Christmas chứ không phải là Christmas, Christmas ha. Ok, yes. Từ vựng thứ hai Thanh muốn giới thiệu đó là không thể thiếu được một nhân vật chính vô cùng quan trọng, đúng không? Chắc hẳn ai cũng biết, đó là ông già Noel. Ok, vậy thì ông già Noel thì mình sẽ đọc sao? À, Santa, Santa Claus, Santa Claus. Ok, là ông già Noel, đúng không? Ok, khi mà Thanh muốn nói là những đứa trẻ rất là mong muốn, rất là háo hức khi mà ông già Noel đến, thì mình sẽ nói sao? Thanh có một tính từ ở đây là khao khát, hay là thèm muốn, hay là muốn điều gì đó, thì Thanh có một tính từ đó là longing. Longing, ok? Vậy thì những đứa trẻ đang rất là háo hức ông già Noel đến, thì mình sẽ nói là the children are longing for Santa Claus to arrive. The children are longing for Santa Claus to arrive. Ok, tức là những đứa trẻ vô cùng háo hức, rất là thích, khao khát được ông già Noel đến, đúng không? Từ vựng tiếp theo đó là cái mũ của ông già Noel, đúng không? Cái mũ của ông già Noel thì chúng ta hay thấy các bạn trẻ hay đội những cái mũ này. Thì cái mũ này chúng ta sẽ đọc là sao? Được đơn giản thôi, bởi vì cái từ vựng cái mũ thì chắc là ai cũng biết, đó là hat. Hat. Vậy thì mũ ông già Noel chúng ta chỉ thêm cái từ ông già Noel đằng trước thôi. Santa's hat. One more time. Santa's hat. Santa's hat. Đúng rồi, mũ ông già Noel, ok? Nếu mà Thanh muốn nói là tôi muốn mua cái mũ ông già Noel này thì mình nói sao nhỉ? Yes, rất là đơn giản đúng không? I want to buy this Santa's hat. I want to buy this Santa's hat. Tôi muốn mua cái mũ ông già Noel này. Ngoài cái mũ ra thì ông già Noel còn có cái gì nữa? Đúng rồi, đó là cái túi mà đựng quà, đúng không? This one, yes, đúng rồi. Cái túi đựng quà mà chứa rất nhiều quà cho các bạn trẻ con, đúng không? Thì ở đây mình sẽ gọi cái túi ông già Noel, cái túi đựng quà này, mình sẽ gọi là Santa's sack. Again, Santa's sack. Mình âm A, sack, mọi người nhá. Santa's sack, tức là cái túi mà ông già Noel đựng quà đấy mọi người ạ. Túi của ông già Noel đựng quà thì có rất nhiều quà cho trẻ con, đúng không? Thì mình sẽ nói là Santa's sacks has many gifts for children. Ok, những cái túi của ông già Noel thì có rất nhiều quà cho các bạn trẻ, đúng không ạ? Ok, Santa's sack has many gifts for children. Ok, vậy thì đố các bạn, ông già Noel sẽ đi bằng phương tiện gì nhỉ? Đúng rồi, sẽ đi bằng cái cỗ máy như thế này, đúng không? Và cái cỗ máy như thế này thì mình sẽ gọi đó là sleigh. Nhớ là âm e i mọi người nhá. A. Again, sleigh. Sleigh. One more time, sleigh. Sleigh. Good job everyone. Mình muốn nói là cái cỗ máy của ông già Noel mà nó sẽ kêu leng keng dọc cả những cái dọc suốt những cái con đường mà đầy tuyết, thì mình lại sẽ nói sao ta? Yes, the sleigh jingled along the snowy road. One more time. The sleigh jingled along the snowy road. Mình có một cái con đường đầy tuyết, đúng không? Snowy road. Snowy road. Ok. Và cái từ động từ gọi là kêu leng keng đó, mình sẽ có động từ jingle. Again, jingle. Đó, vậy giờ mình ghép vào. The sleigh jingled along the snowy road. Ok. Vậy thì đố các bạn biết thì ông già Noel thì con vật gì sẽ chở ông già Noel đi phát quà nhỉ? Ok, đúng rồi, đó là con tuần lộc, đúng không? Vậy thì con tuần lộc trong tiếng Anh mình sẽ đọc là reindeer.
One more time. Reindeer. Nhớ là âm ain mọi người nhá. Rain. Reindeer. Reindeer là con tuần lộc. Vậy thì mình khi muốn nói là mình nói là một bầy tuần lộc đúng không? Một đàn hoặc một bầy tuần lộc, mình sẽ dùng là a herd of reindeer. A herd of reindeer. Ok, một bầy tuần lộc hoặc một đàn tuần lộc. Đố các bạn biết thì ông già Noel thì chúng ta sẽ đi bằng đường nào nhỉ? Ok, chúng ông già Noel sẽ gõ cửa từng nhà và trao quà đúng không? Ok, không phải đúng không? Theo như truyền thuyết thì chúng ta sẽ thấy là ông già Noel sẽ trượt từ cái ống khói xuống đúng không? Vậy thì cái ống khói đấy chúng ta sẽ gọi là chimney. One more time, chimney. Chimney. Cậu bé đấy thì tin tưởng rằng cái ông già Noel sẽ đến bằng sẽ đi vào bằng cái đường gọi là đường ống khói, thì mình sẽ nói sao? He believes Santa Claus comes in through the chimney. He believes Santa Claus comes in through the chimney. Ok? Tức là anh ấy tin tưởng rằng ông già Noel sẽ đi vào bằng cái đường ống khói, đúng không? Comes in through the chimney, tức là đi vào bằng đường ống khói mọi người nhá. Ok, xong phần ông già Noel rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái vật mà cần thiết trong ngày Giáng sinh đúng không? Trong lễ hội Giáng sinh, đầu tiên đó là tèn tèn. Cái gì nhỉ? À đúng rồi, cây thông Noel. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ gọi là cây Giáng sinh đúng không? Thì mình sẽ gọi là Christmas tree. Again, Christmas tree. Christmas tree. And one more time. Christmas tree. Christmas tree. Khi mà Thanh muốn nói là họ đang trang trí cái cây thông Noel. Ok, thì Thanh trước tiên Thanh có một động từ trang trí ở đây. Các bạn hãy đọc cho Thanh cái động từ trang trí này nhá. Ornament. Ornament. Hoặc các bạn có thể đọc là ornament cũng được ha. Ornament. Ornament. Ok, vậy thì ở đây chúng ta muốn nói là họ đang trang trí cái cây thông Noel. Ghép vào. They are ornamenting a Christmas tree. They are ornamenting a Christmas tree. One more time. They are ornamenting a Christmas tree. Họ đang trang trí cái cây thông Noel. Vậy thì trên cái cây thông Noel sẽ có rất nhiều đồ, các cái đồ vật trang trí đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số các cái đồ vật trang trí phổ biến nhé. Rồi, thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái thiệp Giáng sinh đúng không? Ok, this one. Cái thiệp Giáng sinh như thế này thì chúng ta sẽ gọi là Christmas card. Again, Christmas card. One more time, Christmas card. Yes. Khi mà mình Thanh muốn nói là cô ấy đã gửi cho tôi một cái thiệp Giáng sinh thì chúng ta nói sao nhỉ? Đúng rồi. Ok, she sent me a Christmas card. She sent me a Christmas card. Cô ấy đã gửi cho tôi một cái thiệp Giáng sinh. Bạn đã gửi thiệp Giáng sinh cho ai chưa? Nếu mà chưa thì hãy làm và gửi đi nhé. Rồi, cái vật dụng thứ hai rất là phổ biến và nó cũng là một cái đồ trang trí luôn. Nếu mà các bạn thấy có cái hình nộm này đúng không? Là gì nhỉ? À, người tuyết đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi là snowman. Again, snowman là người tuyết, snowman. Khi mà chúng ta muốn nói là muốn làm người tuyết thì chúng ta phải làm vào những gọi là cái ngày gọi là ngày có tuyết rơi đúng không? Thì ngày có tuyết rơi chúng ta sẽ gọi là a snowy day. Được chưa? A snowy day. Vì Thanh muốn nói là we can make a snowman on a snowy day. We can make a snowman on a snowy day. Tức là chúng ta có thể làm người tuyết vào những cái ngày mà có tuyết rơi, được không ạ? Snowy day là ngày có tuyết rơi, còn snowman là người tuyết. Ok, rất nhiều từ vựng mà chúng ta cảm thấy rất là có hữu ích đúng không mọi người? Một cái đồ trang trí tiếp theo theo là cái hình này, được chưa? Theo như dịch ra tiếng Việt thì chúng ta sẽ gọi là quả trâu, được chưa? Những cái quả tròn tròn mà nhiều màu sắc mà chúng ta sẽ treo lên cái cây thông Noel đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi cái quả trâu này mình sẽ gọi là bubble. Again, bubble. 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 Yes, tức là quả trâu. Còn ngoài ra, thực ra có rất nhiều các cái đồ trang trí khác thì chúng ta có thể gọi chung đó là những cái đồ trang trí cây thông Noel thì mình sẽ gọi chung là Christmas ornaments. Christmas ornaments. Cái từ ornaments mình gặp ở trong câu trước rồi đúng không? Nó có nghĩa là trang trí và trong trường hợp này nó là danh từ, có nghĩa là những cái đồ trang trí đúng không ạ? Trong cây thông Noel thì mình gọi là Christmas ornaments.
Một cái đồ trang trí tiếp theo mà các bé gái rất là thích đó là cái nơ xinh xinh như này đúng không? Thì cái nơ như thế này mình sẽ gọi là bao. Again, bao, bao. Okay. Okay. Và mình hay nói là mình sẽ thắt cái ri băng tạo thành cái nơ. Thì cái ri băng thì chúng ta sẽ gọi là ribbon. Again, ribbon. Yes. Vậy thì thắt cái dây ri băng thành cái nơ, mình sẽ nói là tie the ribbon in a bow. Tie the ribbon in a bow. Khi mình nói là những cái đứa bé gái nhỏ ha, sẽ những cái đứa bé gái nhỏ thì thắt cái dây ri băng thành cái nơ thì mình sẽ nói là the little girl tied the ribbon in a bow. The little girl tied the ribbon in a bow. The little girl tied the ribbon in a bow. Tức là thắt thành cái nơ, thắt cái dây ri băng thành cái nơ. Ok, nhớ nhá, mọi người học một cụm từ rất là hay, đó là tie the ribbon in a bow, tức là thắt cái dây ri băng thành cái nơ. Ok, tiếp theo đó là trên cây thông Noel thì không thể thiếu những cái món quà. Thực ra là những cái món quà gọi là hình giả thôi đúng không? Tuy nhiên là sẽ được treo rất nhiều các cái món quà trên cây thông Noel, các cái hộp quà đấy. Thì mình sẽ gọi là gift. Again, gift. Nhớ là ft mọi người nhá. Gift. Gift. Vào cái ngày lễ Giáng sinh thì hầu như là mọi đứa trẻ sẽ được nhận một cái món quà rất là nhỏ đúng không? Nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì mình sẽ nói là all children will receive a small gift. All children will receive a small gift. À, vào ngày Giáng sinh thì ngoài cái cây thông Noel ra thì thường là vào dịp Giáng sinh và dịp năm mới thì mọi người sẽ hay đi mua cây thông Noel đúng không? Và cái gọi là cái cây hoa trạng nguyên nữa thì có thể là mang cái may mắn đến cho gia đình của mình. Thì cái cây trạng nguyên thì mình sẽ cây hoa trạng nguyên thì mình sẽ có một cái từ như sau, đó là poinsettia. 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 Yes. Mình có anh thì mình sẽ đọc là poinsettia, còn anh Mỹ thì mình sẽ đọc là poinsettia. Poinsettia. Yes. Tức là cây hoa trạng nguyên. Nếu mà Thanh muốn nói là tôi cần mua một cây thông Noel và một cây hoa trạng nguyên thì mình sẽ nói là I need to buy a Christmas tree and poinsettia. I need to buy a Christmas tree and poinsettia. Ok, tôi muốn mua một cây thông Noel và một cây hoa trạng nguyên. Đối với các bạn, khi mà mình vào nhà một ai đó vào cái dịp Giáng sinh á, thì chúng ta sẽ có một cái vòng, gọi là cái vòng hoa như thế này đúng không? Yes, được treo ở trước cửa một nhà ai đó chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ gọi cái vòng hoa này là gì nhỉ? À đúng rồi, mình sẽ gọi cái từ này là wreath. Again, wreath. Được chưa? Mình có hai từ để miêu tả cái vòng hoa này. Một đó là wreath. Và từ thứ hai đó là garland. Wreath và garland. Wreath và garland. Tức là cái vòng hoa tròn tròn mà chúng ta treo ở cái cửa đúng không? Cái vòng hoa Giáng sinh này thì đã được treo ở trước cửa. A Christmas wreath hang on the front door. A Christmas wreath hang on the front door. Tức là cái vòng hoa Giáng sinh này đã được treo ở trước cửa. Okay. Ngoài ra thì chúng ta còn có rất nhiều các cái đèn nhấp nháy đúng không? Được treo ở trên cây thông Noel thì cái đèn đấy chúng ta sẽ gọi là again light, light, light. Và cái gọi là khi mà các bạn nhỏ mà sẽ được quà đúng không? Thì thường là theo phong tục thì chúng ta sẽ để quà vào trong một cái vớ hoặc là cái tất dài mà thường màu đỏ sẽ được treo lủng lẳng ở trên đầu giường chẳng hạn. Thì cái tất đấy chúng ta sẽ gọi là stockings. Again, stockings. 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 Đúng không? Tức là cái tất dài mà chúng ta thường để quà ở trong cái tất đó khi mà chúng ta bố mẹ hay tặng quà các con đúng không? Hoặc là ông già Noel mà trao quà cho các bé thì hay để trong cái tất đó thì mình gọi là stockings. Ok? Ten ten, được các bạn biết đây là cái gọi là mình gọi là cái gì nhỉ? À, có nghĩa là có quả cầu đúng không? Quả cầu tuyết đúng không? Yes, thì mình sẽ gọi đơn giản thôi, đó là snow globe. Again, snow globe. Snow globe tức là quả cầu tuyết. Theo phương Tây thì chúng ta sẽ mỗi một nhà thì thường là vào cái dịp Noel thì chúng ta rất là lạnh bởi vì nó sẽ có tuyết đúng không? Thì nhà nào sẽ có một cái gọi là có một cái lò sưởi ở trong nhà. Ở Việt Nam thì sẽ không có nhưng mà ở phương Tây thì người ta sẽ có, hầu như là nhà nào sẽ cũng có lò sưởi. Và cái lò sưởi đấy chúng ta gọi fireplace.
nhớ là place chứ không phải là place mọi người nhé. Again, fireplace. Fireplace có nghĩa là cái lò sưởi. Và cái đồ trang trí cuối cùng trên cây thông Noel chắc hẳn là các bé sẽ rất là thích, đó là chú lùn. Ok, vậy thì chú lùn mình sẽ gọi là elf. Again, elf. Mọi người nhớ chữ oánh cái chữ L lên ha. Elf. Yes, elf có nghĩa là chú lùn. Ok, vậy là chúng ta vừa kết thúc một lượng từ vựng khá nhiều về cái gọi là chủ đề Giáng sinh, và Thanh cũng kèm thêm một số các cái ví dụ, các cái câu hay được ứng dụng trong giao tiếp, gọi là trong giao tiếp cũng như là chúng ta có thể ứng dụng để khi mà nói về mùa lễ hội Giáng sinh. Ok, với cả những cái từ vựng như thế này, thế nên là Thanh hy vọng là video clip này thì sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ học được một cái điều gì đó, một cái lượng từ vựng nào đó về chủ đề Giáng sinh. Maybe các bạn có thể nói được một cái bài nói về chủ đề Giáng sinh một cách hoàn hảo, đúng không? Để chúng ta có thể cải thiện cái khả năng nói cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Alright, ok, và đó là kết thúc cái video clip này. Và Thanh hy vọng là các bạn sẽ đón chờ những cái tập tiếp theo của chuỗi series học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cùng với Thanh, theo một cái hình thức như thế này, mới mẻ hơn, sáng tạo hơn, để chúng ta có thể học tiếng Anh và dễ tiếp thu hơn. Ok, nếu mà các bạn thấy video clip của Thanh hay thì đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều video clip hay hàng ngày và hàng tuần theo chủ đề mà Thanh sẽ upload lên kênh YouTube của Ama English. Ok, that's it for today. Thank you for watching my video and see you next time. Bye!